nó phân tích cái vấn đề mà cũng chưa ai chết. Đây là đồng hồ của bác Định ở sông Cầu, Phú Yên, 0901 945 943 gửi cho em, 0977 362 814. Đây hai con đồng hồ này. Đấy, hai con đồng hồ này rất là khó làm, bởi vì nó đều bị vỡ mặt kính. Đấy, bây giờ em sẽ tháo thử một con này đã, để làm đã. Đấy, tháo một con là làm trước đã. Thế thì em tháo con cũ đã, con mới này làm sao? Này trước tiên là thay mặt kính cho bác ấy đã. Đấy, con này cái góc cạnh để mà tháo ra này nó không có này, nó rất là kín. Đó, thì em sẽ cố gắng đặt dao vào đây, ra vào góc, chọn xem cái góc nào là hợp lý nhất để mình đặt dao, để không bị xước đồng hồ. Đó, em sẽ đặt vào đây góc này, em sẽ gõ. Các bác lưu ý cẩn thận nó vào dây nhé. Đó. Sau khi xong rồi thì mình sẽ bẩy ra đây. Đó. Bẩy ra đây. Đó. Đấy, các bác nhìn thấy con đồng hồ này là khá là độc này. Con này nghe chừng là chưa chắc là chống được nước các bác em. Đó. Chưa chắc là đã chống được nước. Đó. Đấy. Con này là máy khá là đẹp này. Cực đẹp các bác. Đây, lần đầu tiên nhìn cái dòng máy này. Nhỏ như này. Dòng nhỏ như này ấy, lần đầu tiên nhìn thấy. Rất là bé. Đó. Đấy, thì có phát chạy luôn các bác. Cái con nhẹ tay phát là chạy, rất là xịn này. Đó. Hơi nhẹ một tí này là chạy. Con này nghe chừng là chắc là không chống được nước đâu chứ. Em cũng chưa dám chắc. À, bởi vì đây nếu không có cái lỗ lúm này, nó không có cái lỗ ra này rất khó chống nước. Mà từ cái này tính sau. Bây giờ việc của em ấy là sẽ giải quyết cái đồng hồ này đã. Bây giờ sẽ tháo cái đồng hồ này ra đã. Đó. Đó, cái con này em phải công nhận là nó hơi nhẹ tay một tí, em lên cót này đã chạy. Mặc dù nó hết sạch cót đấy. Sạch thì xanh cót. À, đây là căn nhựa, cái căn giữ máy của nó. Và bên trong này cái căn nhựa của nó là bị mục rồi các bác nhé. Bác Định nhé. Đây này. Đây nó bị mục ra rồi bác Định nhé. Đây này, đó. Em cứ để nó ra đây nhá. Đó. Đó. Như cái gì bắn mẹ nó đi đã bắn mẹ đi năm nay nó bị chắc là nó bị ải hay sao ấy. Đó. Đó. Đấy, bây giờ sẽ tháo cái này ra. Đây là phần máy của nó. Máy của nó rất là bé, siêu bé đây các bác. Rất là độc. Đó. Đây, bác có thể nhìn qua. Em nhìn hơi có một tí thôi mà đã chạy rồi. Ok. Cô ạ. Đó. Máy này rất là đẹp. Máy này em thấy là còn rất là mới, còn rất là đẹp. Siêu nhỏ này. Máy Senko này, Japan này. Đó. Tóc chạy rất là đẹp. Đó. Các bác thấy. Đúng không? Rồi cái này em sẽ không động vào phần máy của khách. Mà em sẽ giải quyết đầu tiên là giải quyết cái mặt kính này. Đây các bác nhìn thấy cái mặt kính này của nó ấy. Nó phẳng, nó cũng chả phải phẳng mà nó lại vát. Nó vát mà nó lại còn lồi lên nữa các bác. Bác này chắc chắn là bác đã đi rất nhiều chỗ để hỏi cái mặt kính này nhưng không có thầy. Vì em thì cũng không dám khẳng định 100% nhưng mà cố gắng hết sức cho bác ấy. Cố gắng hết sức cho bác ấy. Đó. Cực kỳ khó này. Đó, em để tháo từng con một làm thôi chứ không làm là hai con để một lúc tháo ra. Đó, bây giờ giải quyết cái mặt kính này đã. Cực kỳ độc, cực kỳ hiếm đúng không? Cực kỳ độc, cực kỳ hiếm. Một cái dây của nó không phải dây xịn, dây này của nó dây rẻ tiền. Nhá, dây rẻ tiền. Dây này chắc chắn là bác lại thay rồi. Thay phải cái dây rẻ tiền. Đó. Dây thường. Đó. Quá hiếm. Này không biết cái thợ nào có là khả năng làm được cái này không? Có khả năng làm được cái này không? Em cũng chưa dám khẳng định em làm được. Em sẽ thử cố gắng, thử sức mình luôn. Em chưa thấy thợ nào dám nhận lời cái này cả. Dạ các bác.